Tính hồi đó học chuyên môn gì em? Dạ anh văn, văn là chưa giờ làm hết tờ giấy A4. Vậy là bây giờ cũng hơi nghi ngờ đó. Đến với chương trình này hình như là em đi lạc tổ rồi đó. Xưa em đi làm văn hay có cái kiểu như là trong một cái bài văn, ví dụ như bài Lão Hạc thì sẽ phân tích nhân vật Lão Hạc, nhưng mà em không tin nhân vật Lão Hạc, em đi em phân tích với nhân vật khác, ví dụ như là đi dậu hả? Đó. Con chó của Lão Hạc. Con chó của Lão Hạc. Con chó của Lão Hạc. Đây là cũng có lẹm lẹm vô chút xíu văn đó, nhưng mà nó văn ra ngoài. B2 phải không? Một trong hai ô này, nếu muốn chơi khó anh sáu được. Trời ơi, tính nó xem dễ dãi vậy tính. Tính ơi, anh ngồi cái gái đẹp anh không còn lý trí nữa. Hỏi bán luôn. Tới anh. Hai 2 triệu. Em bực sợ em nói ra thì nó bực sai. Mà hết xui. Ai về Bình Định mà coi. Rồi. Con gái Bình Định cầm roi đánh chậu. Con gái Bình Định cầm roi đánh chậu. Trời ơi. Cái câu gì mà nghe giả man vậy? Cái mấu chốt là nằm ở một cái từ nào đó. Là gì? Rồi. Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Đưa hả? Gánh gạo đưa chồng á, đưa chồng thì càng sai. Mình dùng từ nuôi chồng là đã sai rồi thì đưa chồng còn sai hơn. Không phải. Nhưng mà cái từ em mua được là đưa. À thế à? Sao dã man thế? Dã man thế không phải là chưa đoán. Chắc đúng mà chị. Bán đi lấy bán tiền đi. Lại 7 triệu anh, 7 triệu cho từ B3. Một từ B3 7 triệu. Một từ B3 7 triệu. Là không mua luôn. Là quá mắc luôn. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20h30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.